So với một cô nàng xinh xắn thì một cô nàng vừa xinh xắn lại vừa đảm đang chắc chắn sẽ nhận được nhiều điểm cộng hơn rất nhiều. Bởi nói gì thì nói, dạ dày vẫn là con đường ngắn nhất để chinh phục trái tim một người. Đó cũng là lý do vì sao mà mới đây, một cô gái sau khi hoàn ảnh những mâm cơm mình nấu đã nhận về tới tấp lượt ly cơ cùng vô số câu tỏ tình sương sương từ các chàng trai, rằng, em ơi, mẹ anh đang thiếu cô con dâu như em. Những mâm cơm đẹp như tranh của cô nàng có tên Hà Ý Nhi đến từ Hòa Bình. Cô nàng đã dễ thương lại còn nấu ăn giỏi đang khiến tụi con trai nhận gieo làm bạn gái của chúng ta có tên là Hà Ý Nhi, 21 tuổi đến từ Mai Châu Hòa Bình. Ý Nhi hiện đang là sinh viên năm cuối khoa công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam. Không chỉ gây ấn tượng với gương mặt ga nhìn, nhiều người còn trầm trồ khi chứng kiến những bức ảnh khoa tài nấu ăn của Ý Nhi. Những mâm cơm được bày biện đẹp mắt, trông ngon lành, xịn chẳng kém gì đồ trong nhà hàng. Không chỉ đảm đang, cô gái này còn sở hữu ngoại hình xinh xắn. Được biết, nấu ăn là sở thích lớn nhất của cô nàng sinh năm 1998 này. Do bố mẹ luôn bận rộn công việc nên từ cấp 1, Ý Nhi đã mày mò tự nấu ăn. Lớn lên, cô nàng học thêm trên sách vở cũng như các hội nhóm trên Facebook, YouTube để rồi liếc những món ăn cô bạn có thể nấu cứ ngày một dài thêm. Với Ý Nhi, nấu ăn còn như một niềm vui và thành tựu. Mỗi khi có liên quan gì đó hoặc tổ chức ăn uống với bạn bè, các bạn luôn bầu mình là bếp trưởng. Hay bạn thân chỉ cần nói nay tớ muốn ăn mì Ý của cậu nấu là mình sẽ bắt tay vào làm, hoàn toàn không thấy mệt mỏi chút nào với việc nấu ăn cho dù lúc ấy có thể mình đang mệt với việc khác. Những lời khen, những câu gợi ý của mọi người giống như nguồn động lực dành cho mình vậy, Ý Nhi chia sẻ. Với Ý Nhi, nấu ăn là niềm vui và là sở thích lớn nhất. Cô nàng quan niệm không gì hạnh phúc hơn việc được nấu ăn cho chính mình, cho gia đình và những người thân yêu. Cô nàng này luôn quan niệm rằng dù là con trai hay con gái thì cũng nên biết nấu ăn bơi không gì hạnh phúc bằng ăn món mình nấu, hay tự tay nấu ăn cho gia đình, cho chồng cho con cái mình. Ý Nhi tâm sự, theo mình, phụ nữ mà không biết nấu ăn còn là một thiệt thòi đấy. Lúc nào cũng phải đi ăn hàng, mà chắc gì thức ăn hàng đã đảm chất lượng bằng mình tự tay đi chợ chọn đồ, tự tay rửa thức ăn, tự tay nêm nếm. Còn ăn nhà mà cứ phải chờ người khác nấu cho hay là cứ phải nhờ người khác thì nói lại không được bởi vì nhưng lúc người đó không ở nhà thì sẽ như thế nào. Rồi sau này lấy chồng nữa. Không ít cãi giả, đôi lúc là ly hôn chỉ vì vợ không nấu được cho mình bữa cơm, chăm lo cho bố mẹ chồng và con cái được bữa ăn. Cho dù là phụ nữ thành đạt đến mấy, bận rộn đến mấy, cũng nên dành cho mình một chút khoảng riêng trong tâm hồn với nấu ăn. Hạnh phúc của người phụ nữ là nấu ăn cho gia đình, người thân, bạn bè mình là điều mình luôn in sâu trong lòng với đam mê nấu ăn của bản thân. Một cô con dâu như Ý Nhi chắc hẳn là mơ ước của mọi bà mẹ chồng trên đời, bạn có thấy thế không? Cùng ngắm thêm một vài mâm cơm khiến người ta chảy nước miếng của cô nàng này nhé. Nồi thịt kho tàu trong thôi đã thèm. Những lúc không quá bận, Ý Nhi còn tỉ mẩn trang trí cho món ăn của mình như thế này đây. Cô nàng thích tự mày mò học thêm nhiều món khác nhau.